Xin chào tất cả mọi người, mình là B Trần. Hiện tại mình đang ở buổi casting bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi của đạo diễn Nam Sito và anh Nhân. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc ở trong Sài Gòn. Và công việc chính của mình hiện tại đang là diễn viên. Ngoài ra thì mình cũng có tham gia một số hoạt động khác. Còn hoạt động khác là hoạt động gì thì khi nào cái nào lên sóng thì các bạn sẽ biết ha. Vào một ngày đẹp trời, trời thì vẫn xanh, mây thì vẫn trắng, và tự nhiên một nhà sản xuất gọi điện đến cho B và mời B đến casting bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi. Và tìm hiểu ra thì B mới biết đây là một bộ phim remake bởi bộ phim Hàn Quốc vào năm 2015, đó chính là bộ phim Sewol Presti. Thật ra thì đây là lần đầu tiên B tham gia một dự án remake, cũng rất là tò mò và rất là hứng thú vì tựa theo phim Hàn Quốc, mà thỉnh thoảng là mình cũng là một người khá là đam mê những bộ phim của Hàn Quốc. Nói về cái bộ phim này thì thật ra B cũng đã xem qua bộ phim Sewol Presti rồi, và B thích cả hai nhân vật nam chính. Một chàng trai thì hơi phủi phủi bụi bụi nhưng tính cách nhố nhăng, cái đấy thì B cũng có. Còn chàng trai kiểu văn phòng, tổng biên tập, xong rồi kiểu nghiêm nghị, khó tính, thì thật ra B cũng là người rất là khó tính trong công việc. Nhưng mà B thì giống cả hai nhân vật đấy, là rất là trung tình, rất là trung thủy trong tình yêu các bạn ạ. Thật ra cả hai nhân vật này đều có một cái thứ mà B đang muốn phấn đấu và cải thiện, đó chính là cái sự ấm áp của người đàn ông trưởng thành trong cả hai nhân vật này. Đấy là cái mà B cảm thấy khó khăn để vượt qua nhất. Chứ còn về cái độ khó tính hay về cái độ nhây của cái chàng trai hơi phủ phủ bụi bụi kia thì B nghĩ B có thể đều làm được cả. Trong bộ phim này theo phiên bản gốc ấy thì hai nhân vật nữ đều cũng có hai thái cực. Một cô thì khùng khùng hâm hâm, còn một cô thì rất là sang chảnh và rất là nội tâm. Thật ra thì cá nhân B thấy để mà mình làm khó trong một cái vai diễn, đó chính là đóng cùng cái cô khùng khùng hâm hâm ấy. Tại vì khi mà cô ấy khùng thì mình phải bắt được nhịp khùng khùng của cô ấy. Nếu mà mình không khùng thì sẽ bị lệch nhịp rất là trơ đấy. Đấy là cái lý do mà B nghĩ để mà làm khó trong cái bộ phim này thì phải làm sao cho ăn ý, hợp được với cả cô khùng khùng ấy. Chứ còn cô nội tâm kia thì buồn thì mình quen rồi, mình làm buồn đơn giản lắm. Cu của mình, các cô gái ngoài đời thì chắc là mình cũng chắc giống tất cả mọi người, đẹp thì ai cũng thích, thì điều đầu tiên chắc cũng phải đẹp, nhưng mà ngoài ra còn phải cá tính, vui vẻ. Đẹp 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 như bạn này, cái người con gái mà mình thích ấy thì chắc mình giúp tất cả các bạn thôi, đấy chính là đẹp. Đẹp đã khó quá. Với một bộ phim ngôn tình như này thì thật ra B cũng đang rất là tò mò về cái thời trang này, rồi về cả những bối cảnh nữa. Tại vì sao thì theo B xem tất cả những bộ phim ngôn tình lãng mạn ở bên Hàn thì cảnh luôn luôn đẹp, thời trang luôn luôn đẹp. Và B nghĩ đây là một thứ mà có thể khiến tất cả các bạn cũng tò mò giống B để mà theo dõi bộ phim ấy. Khi tham gia bộ phim này, những cái cảnh mà lãng mạn thì mình rất là hy vọng là mình đứng cạnh với bạn nữ, rồi hai người có những hình ảnh rất là ăn ý với nhau, và tất cả các mọi người khi xem bộ phim thì đều cảm nhận được cái tình cảm của hai diễn viên dành cho nhau trong bộ phim. Thì đương nhiên là ai chả thích những cái cảnh tình cảm lãng mạn trong những phim ngôn tình như này, và hy vọng là những cảnh đó trong bộ phim này sẽ thực sự là lãng mạn như mình mong muốn. Chi ơi, Chi ra đây anh bảo. Ra đây ngồi đây. Ngồi khoác vai cái, lên hình, khoác vai lên hình cái. Bye bye. Anh để đây.